Vay nợ phú ông. Ai, chả biết có chịu nổi được qua cái đợt nắng nóng này nữa hay không. Hạn hán kéo dài, chả làm ăn được gì, rồi thì đến chết đói cả lũ mất. Ai, hay là mình lại chạy qua vay nhà phú ông ít quan tiền đi vậy. Ai, trời ơi, không có được. Người ta đã giúp mình nhiều lần rồi, cứ hở ra lại chạy qua vay mượn. Tôi ngại lắm, không có đi đâu. Ông không thương cái thân mình thì cũng phải thương lấy các con chứ. Nhìn mấy đũng con nhà mình đi, đứa thì ốm, đứa thì đói. Ông nỡ nào để chúng chết đói, chết khát hay sao? Ông xem, mình là người tử tế, có vay có trả đàng hoàng, có lần nào mình lỡ hẹn người ta đâu. Có thế phú ông mới tin cậy mà cho mình vay chứ. Ông bỏ bớt lòng tự trọng xuống mà nghĩ cho các con đi được không? Thôi được, để tôi tính thử xem. Ai đấy? Là tôi, Văn Địch đây ạ. À. Ông Văn Địch đấy phỏng, trưa nắng thế này có chuyện gì sao? Nên mới sang cả trưa thế này, mong ông bỏ qua cho. Nào, tôi đã đi ngủ trưa đâu, ông vào nhà uống ngụm nước đã. Thôi. Kìa, có chuyện gì sao? Thật tình tôi tính vay ông ít quan tiền để đồng gạo cho lũ nhỏ. Ra vậy thì cứ hẳn vào đây đã nào, nắng nóng thế này cơ mà. Đúng là vay mượn ông nhiều lần tôi cũng ngại lắm, nhưng mà hiềm nổi đợt này hạn hán lâu quá, nhà chẳng còn thứ gì cả. Qua cái đợt này rồi đến vụ mùa sau, thời tiết thuận hòa hơn, tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời cho ông. Ôi trời ơi, cái nhà bác này, nào đã có lần nào tôi từ chối bác đâu mà bác phải e ngại như vậy. Chẳng may ít lâu sau đó Văn Địch ngã bệnh nặng. Phận tôi mỏng nên đành chấp nhận, chỉ có điều tôi vẫn băn khoăn ấy nấy về món nợ chưa trả được cho nhà phú ông. Ông ấy tốt với mình không thể. Con hứa sẽ cố gắng trả nợ cho cha mà. Cha ơi, cha. Không được, nợ cha để cha gánh. Kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Các con không phải lo. Người kia, đã đến giờ rồi mà sao linh hồn của ngươi vẫn chưa chịu siêu thoát? Ngươi lại muốn bị trừng phạt sao? Không phải, tôi cố ý chống lại mà là tôi. Ngươi còn vướng bận điều gì? Dạ thưa, chả là khi còn trên dương thế tôi mắc nợ một người. Nhưng giờ ngươi làm sao còn có cơ hội mà trả nợ được nữa? Thôi, việc đó cứ để vợ con ngươi lo, mau đi theo ta. Tôi nghe nói người chết vẫn có thể đầu thai trở lại. Hay là xin ngài... Tôi không cần đầu thai làm người, tôi xin đầu thai thành kiếp trâu bò cũng được, miễn sao có thể trả nợ được cho phú ông. Nếu không, tôi không yên lòng đâu. Thôi được,
Để ngươi là người có trước có sau, ta sẽ cho ngươi đầu thai thành con trâu nhà phú ông để trả nợ. Như là hết nợ thì phải trở về đây ngay. Dạ bẩm ông, con trâu cái nhà ta vừa đẻ rồi ạ. Hả? Thế hả? Vâng, ông ra mà xem. Hả? Con nghe này kỳ lạ quá ông ơi. Tự nhiên lớn phỏng lên thành con trâu béo tốt quá. Bẩm ông, sao trên người con trâu này lại có hình chữ Văn Địch? Chẳng phải trùng tên với ông Văn Địch mới chết ở làng ta sao? Chết thật, ông Địch đang yên lành tự dưng lăn ra chết thế này. Vợ dạy con thơ của ông ta thì làm sao mà trả nợ được. Ông đừng lo, kiếp này không trả được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu kéo cày trả nợ cho ông. Chẳng nhẽ là thật. Từ ngày có con trâu Văn Định to gấp 3-4 lần so với con trâu thường, ngày ngày chăm chỉ cày bừa nên mấy năm liên tục phú ông đều trúng mùa to, thóc lúa đầy nhà. Văn Địch cày đi. Cái gì? Sao lại lấy tên cha của mình mà đặt cho con vật như thế chứ? Nè, cái nhà phú ông kia, sao lại lấy tên cha tôi mà đặt tên cho con trâu hả? Anh nhìn con trâu này đi, từ lúc mới đẻ nó đã có hai chữ Văn Địch trên lưng rồi. Không gọi đúng tên ấy nó không chịu cày đâu. Nghe nói kiếp trước nó mắc nợ ông chủ nhà tôi chưa trả được, nên kiếp này phải trả nợ đó. Nợ để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Cha ơi, sao số cha đến chết rồi mà vẫn khổ thế này chứ? Dạ bẩm ông, vừa nghe con tôi kể lại, nhà ông có con trâu tên là Văn Định. Mẹ con tôi xót thương vô cùng, dù đói rách thế nào chúng tôi cũng xin được mua lại con trâu đó. Mong ông thương tình bán lại cho chúng tôi. Thật tình có điều này mà tôi chưa kể cho ai. Từ ngày có con trâu ấy, nó giúp cho nhà ta rất nhiều. Ta cũng coi như nợ của Văn Định đã trả xong rồi. Đây là giấy nợ xưa ông Văn Định ký. Này tôi trả lại cho mẹ con nhà chị. Còn con trâu kia tôi cho không nhà chị đấy, cứ dắt nó về đi. Vợ con Văn Định đưa trâu về nhà và lập đàn cúng gia. Vậy là con trâu đã trọn một kiếp kéo cày trả nợ, nên cũng đến lúc linh hồn Văn Định được giải thoát, thanh thản bay về miền cực lạc. Người đồng hương tàn nhẫn. Cạn ly đi mấy chú. Hôm nay không sai không về. Cà mi, trả nợ cho tôi ngay. Nợ cái gì? Tôi nợ gì anh? 2 tháng trước anh nợ tôi 20 đồng bạc, hứa sang tháng trả tôi mà chưa thấy đâu. 3 hôm trước lại mượn thêm 10 đồng nữa. Hôm nay đến hạn cuối rồi, mau trả tôi. Bắt lấy nó, nó lấy hết tiền của tôi rồi. Nó dám trốn nợ, đừng cho nó thoát. Simo, sao cậu còn chưa về? Các cậu cứ về đi, tớ chọn dẹp chút đã rồi về. Phải tạm biệt cậu nha. Simo à, cậu thật là chăm chỉ cần cù, không uổng công ông chủ đã quý mến và hậu đãi cậu. Cậu về muộn thế Kami, sao người đầy thương tích thế? Tôi vừa bị đòi nợ mà trong túi tôi chẳng còn đồng nào cả. Thôi vậy, tình hình ở đây cũng khó khăn quá. Mấy tháng nay đi làm tôi cũng dành dụm được chút tiền để phòng thân. Để tôi cho cậu một ít trang trải nha. Thật sao Simo? Cậu thật tốt bụng. Chúng ta đều là đồng hương mà, phải biết đùm bọc nhau lúc khó khăn chứ. Mấy hôm nữa tôi định về thăm quê, anh có muốn về cùng tôi không?
Có chứ, lâu lắm chúng ta không về quê rồi. Để tôi về cùng cậu. Kami à, sắp ra khỏi đây rồi. Chúng ta đi nhanh hơn một chút, rồi kiếm quán trọ nào đó nghỉ tạm nha, Kami. Ôi trời ơi, Kami trở về rồi kìa. Nên cậu ấy thật giàu có. Kami, Shimo đâu? Sao hai người không về cùng nhau? Ôi trời, đến tôi còn không nhận ra anh ta được nữa ấy chứ. Anh ta nợ nần chồng chất, giờ chẳng dám phát bạc về nữa đâu. Chủ quán, bao nhiêu của ngon vật lạ mang hết ra đây. Hôm nay tôi bao cả quán. Dạ, vâng vâng. Ôi, anh Kami từ phương xa trở về, quý hóa quá. Nghe nói bây giờ anh trở nên giàu có lắm phải không? Chẳng mấy chốc, vì chơi bời lêu lỏng nên Kami đã ngốn sạch số tiền đã lấy được từ Shimo. Lười biếng, không có việc làm, anh ta không thể ở lại làng được nữa, nên đành phải ra đi. Kami. Ồ, chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Kami, sao tôi gọi mà cậu không quay lại? Ngươi là ai? Chào anh bạn, lâu quá rồi, anh quên tôi rồi sao? Tôi là Shimo đây, đúng chỗ này, anh đã giết hại tôi cách đây 3 năm. Tôi nghĩ thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau, nên đã chờ đợi anh ở đây từng ngày. Shimo, là tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu hãy nể tình bạn bè, tha mạng cho tôi. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lên kinh thành để tìm việc làm. Giờ trong túi tôi chẳng còn đồng xu nào cả. Tôi vội lắm, hãy để cho tôi đi đi. Thật vậy sao? Tôi thấy anh chẳng thay đổi tí nào. Anh luôn không gặp may. Nè, tôi biết nhảy đấy. Hãy mang tôi theo đi. Tôi không cần ăn, không cần uống. Chỉ cần có điệu nhảy của tôi là anh có thể kiếm ra tiền. Thế nào Kami, tôi nhảy cũng không đến nỗi nào đúng không? Anh cứ mang tôi theo, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Thằng Shimo này đằng nào cũng chết rồi, giờ lại còn tình nguyện đi kiếm tiền không công cho ta nữa, thì còn gì bằng. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Kami và bộ xương lên kinh đô và trình diễn điệu nhảy của mình ở khắp mọi nơi. Ai nấy đều rất thích thú và cảm thấy màn thể hiện nghệ thuật này thật sự độc đáo lạ thường. Nhờ điệu nhảy của bộ xương, Kami kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cực kỳ vui sướng. Ở phen này ta giàu to rồi. Thằng bạn Shimo đến chết vẫn giúp ta kiếm tiền. Anh có phải là Kami? Nhà vua đã nghe thấy tiếng tăm của anh và rất muốn được tận hưởng điệu nhảy từ bộ xương có phép thuật của anh. Nếu hay, ngài sẽ thưởng lớn. Thật vậy sao? Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay. Nào, bây giờ hãy ra lệnh cho bộ xương của ngươi trình diễn điệu nhảy trứ danh của mình đi. Vâng, xin tuân mệnh. Bộ xương của ta, hãy tặng nhà vua một điệu nhảy thật đẹp đi nào. Bộ xương thần kỳ của ta, còn chờ gì nữa mà không mau trình diễn một điệu nhảy. Chắc là lừa đảo rồi, mãi không thấy nhúc nhích gì vậy. Sao vậy Kami, sao bộ xương của ngươi không biểu diễn? Dạ bẩm thần, cũng không hiểu chuyện gì nữa. Bẩm đức vua, đợi chờ mãi tôi cũng có ngày được diện kiến ngài để thưa với ngài một chuyện. Thưa ngài, chính Kami, người bạn yêu quý này của tôi đã giết hại tôi và lấy hết sạch tiền dành dụm mà vất vả lắm tôi mới có được. Shimo, người nói láo. Kami và tôi là bạn đồng hương cùng đi xa kiếm sống. Tôi luôn giúp đỡ anh ta, dù anh ta ăn trên lêu lỏng, không chịu làm ăn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã không đề phòng cảnh giác. Anh ta giết tôi chỉ vì số tiền tôi đang có. Người đâu? Mau mau giữ hắn ta lại, chờ ngài xét xử. Và rồi kẻ phản bội bạn bè đã bị đem đi xét xử. Cuối cùng hắn đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình gây ra và bị trừng trị theo pháp luật. Còn về phần bộ xương của Shimo, anh tạm biệt nhà vua, rời khỏi hoàng cung. Từ đó không ai còn nhìn thấy anh ở kinh thành nữa. Và câu chuyện về bộ xương biết nhảy múa để trừng trị kẻ ác vẫn còn lưu truyền mãi về sau. Ba bà hoàng hậu. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có ba bà hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Cả ba người đều được đức vua sủng ái như nhau. Thưa đức vua, vua nước láng giềng đã cho người đưa cống phẩm đến ạ. Cho vào. Thưa đức vua, đây là những cống phẩm quý giá nhất xin được dâng lên ngài. Đức vua của chúng tôi
muốn bày tỏ sự mến mộ đối với đất nước của ngài ạ. Thật là quý hóa, ta sẽ đích thân đến cảm ơn đức vua của các ngươi vào một ngày gần nhất. Ôi, đây chính là ba hoàng hậu đẹp nổi tiếng của đức vua, nghe danh đã lâu, hôm nay thần mới có dịp được diện kiến. Đức vua của chúng tôi vẫn luôn cảm thấy thắc mắc tại sao ngài lại để đến ba bà hoàng hậu ở vị trí tương đương với nhau. Chẳng phải từ trước đến nay một nước chỉ nên có một hoàng hậu thôi hay sao ạ? Nhưng ba hoàng hậu của ta đều tài sắc như nhau, chỉ để một nàng ở cương vị hoàng hậu thì hai nàng còn lại sẽ phải thiệt thòi. Bẩm đức vua, trong ba mỹ nhân này thế nào cũng có một người tuyệt diễm hơn hai người kia, nhưng ngài không tài nào nhận ra được thôi ạ. Có lẽ vì ngài nhìn mãi nó quen mắt đi chăng. Xin đức vua tha tội nếu những lời nói từ đáy lòng của thần có động chạm đến ngài. Việc đó thì có quan trọng gì đâu cơ chứ, thưa đức vua. Dù thế nào, xin đức vua hãy cẩn trọng trước những lời nói của sứ giả nước láng giềng. Họ đã từng là kẻ thù của chúng ta, biết đâu lại có âm mưu nhũng nhiễu nào đó thì sao? Lời nói của hắn cũng có ý đúng. Ta rất muốn biết trong ba người vợ của ta ai là người đẹp nhất, nhưng làm thế nào mà ta có thể biết điều ấy được nhỉ? À, phải rồi, ta sẽ mở một cuộc trưng cầu dân ý ở hậu cung, tìm xem ai là người đẹp nhất. Người hãy mau triệu tập tất cả mọi người vào sảnh điện chính cho ta. Ta là người được đức vua chọn đầu tiên, chẳng có lý gì mà ta lại không phải là người đẹp nhất. Vào trước thì cũng chẳng khẳng định được điều gì cả. Mọi người chẳng luôn nói ta có vẻ đẹp thật lạ hay sao? Ôi, ta thì chẳng có gì mà phải bàn cãi nữa, bởi ta biết chắc chắn rằng mình là người đẹp nhất. Cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, vì ai cũng cho rằng ba bà hoàng hậu đều đẹp ngang nhau. Thưa đức vua, chuyện này sẽ không thể nào mà đi đến hồi kết được. Thò gan, ai cho phép ngươi ngăn cản những ý định của ta? Ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày nữa phải giải quyết cho xong việc này, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao thì chắc phải nhường cho các vị tướng số nổi tiếng. Hay là bệ hạ cho mời y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn không? Phải, có thế mà ta cũng không nghĩ ra. Ngươi còn không mau làm ngay đi. Vâng, thưa đức vua. Thế nào, ngươi thấy ai là người đẹp nhất? Muôn tâu đức vua, xin ngài hãy cho con được trả lời câu hỏi này vào ngày hôm sau. Thôi được rồi, ngươi lui đi. Ngày mai ngay lập tức trả lời cho ta. Vâng, thưa đức vua. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng ba hoàng hậu mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người. Ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau, nhưng vì sợ uy quyền của nhà vua nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của mình, mà chỉ kết luận chung chung rằng cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào đây? Muôn tâu, ngu thần có một kế mọn như thế này. Thường thì chỉ khi ở bên những người thân thiết nhất, người ta mới có thể nói thật lòng với mình. Chi bằng chúng ta hãy để vợ của ông ấy bí mật hỏi về điều này. Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho trẫm, cho gọi vợ của hắn ta vào cung và dặn dò tuyệt đối cẩn trọng. Đồng thời chính chúng ta sẽ đích thân theo dõi chuyện này. Ông này, ông đã có câu trả lời vào ngày mai chưa? Chẳng lẽ ông không thấy ai là người đẹp nhất hay sao? Trước mặt đức vua và hai vị hoàng hậu còn lại, làm sao ta lại dám trả lời thẳng thừng những chuyện này chứ? Nếu ta nói ra thì sẽ mất lòng hai hoàng hậu còn lại, như thế thì nàng cũng biết hậu quả rồi đấy. Thật ra theo tướng số thì hoàng hậu đầu tiên chính là người đẹp nhất. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt của hoàng hậu đều vô cùng cân xứng, hài hòa và tuyệt mỹ. Đó là một vẻ đẹp không ai có thể sánh được. Vậy là trước mặt ta ngươi đã dám buông lời giả dối, không nói thật những điều ngươi nghĩ. Người đâu, mau chém đầu tên này cho ta. Xin đức vua tha mạng, xin đức vua tha mạng. Nàng chính là người vợ đẹp nhất của ta, vậy mà mấy lâu nay ta đã không nhận ra được điều đó.
thật là bất công. Kể từ sau ngày hôm đó, đức vua đặc biệt sủng ái hoàng hậu thứ nhất, lơ là hai hoàng hậu còn lại. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo, ta đã tính toán hết rồi. Đây là thuốc độc, chỉ cần bỏ vào đồ ăn thì bà ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi chúng ta. Bẩm đức vua, hoàng hậu đẹp nhất đã trúng độc và chết rồi. Hả? Người nói sao? Là kẻ nào? Kẻ nào? Hãy mau tìm cho ra kẻ đó ngay lập tức. Dạ thưa, đã tìm được hung thủ sát hại hoàng hậu đẹp nhất rồi. Giải vào đây cho ta. Xin đức vua hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, chúng thần là vợ của ngài mà. Chém đầu hết cho ta. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng, đức vua. Cả ba người vợ của ta đều đẹp, cớ sao ta lại phải nhất định tìm cho được người đẹp nhất chứ? Giờ thì tất cả họ đã xa ta, hoàng cung vốn bình yên như vậy mà giờ lại thê lương thế này. Ta ân hận lắm, ta thật là một kẻ hồ đồ. Xin đức vua hãy bớt đau buồn. Theo như thần dò xét thì việc này đúng là đã nằm trong âm mưu của nước láng giềng. Chúng muốn bệ hạ không được bình yên. Ta thật là hồ đồ. Cuối cùng thì ta phải trả giá cho sự hồ đồ ấy. Vậy là ba vị hoàng hậu xinh đẹp nhất nước đều chết hết. Đức vua đau lòng và ân hận về việc làm của mình vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua cô độc trong hoàng cung trống trải lạnh lẽo, bất kể xuân hạ thu đông. Chuyện những chú kiến. Lâu rồi mới có trận mưa lớn kéo dài như vậy. Khu vườn ngập đã một tuần nay mà nước vẫn chưa rút hết. Con đói quá bố ạ. Làm sao có thể tìm ra thức ăn giữa mình mông nước thế này? Đã trèo cả sáng nay, tay con sắp rã ra rồi. Cố lên con trai, chịu khó tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thức ăn thôi. Kìa, bên kia có vật gì trông như mẫu bánh mì. Ta trèo qua đó xem sao con. Rẽ bánh lái qua mùa đất kia nhanh nào. Đúng là bánh mì thật con ơi. Vậy là không phải lo thức ăn mấy ngày tới rồi. Để bố trèo lên lấy xuống, con ở dưới này đỡ nha. Mẫu bánh mì rơi xuống hố mất rồi. Để bố xuống lấy lên vậy. Cuối cùng thì cũng lấy được mẫu bánh mì này rồi. Giờ phát lên thuyền nữa là xong. Cố lên nào, cố lên con ơi, sắp đến nơi rồi. Nhưng chỉ tội chiếc thuyền của chúng ta quá nhỏ, không chở được miếng bánh to như này về tổ. Chúng ta phải làm sao giờ hả bố? À, hay thế này đi, con ngồi đây trong miếng bánh, bố trèo lên bàn trên kiếm chiếc lá to hơn rồi quay về đón con nha. Dạ vâng ạ. Con sẽ ngồi đây chờ bố về. Có trò hay rồi đây. Bố ơi, bố ở đâu? Sao nghe như tiếng kiến con vang vọng quanh đây. May quá, cuối cùng con cũng tìm thấy bố. Bố không sao chứ ạ? Hả, con nói sao? Bố không hiểu. Mà sao con không ở đó trong bánh mì ra đây làm gì? Khi nãy bố đi được một lúc thì có một bác kiến nâu chạy tới. À, trời ơi, cháu đây rồi kiến con. Cháu phải đi cứu bố ngay mới được. Bố cháu làm sao hả bác? Bố cháu bị ngã nước đoạn dưới kia, đang bám vào mỏm đất, tình thế vô cùng nguy cấp. Trời ơi, bác dẫn cháu ra chỗ đó mới. Bố cháu đã nhịn ăn hai hôm nay, lại chèo từ sáng tới giờ, không nhanh bố cháu lại ra đó mất thì nguy. Chúng ta mau đi thôi. Tự nhiên ta thấy choáng váng, say sẩm mặt mày, chân đi không vững. Cháu cứ đi trước đi, kệ ta, không lại không kịp cứu bố cháu. Vậy bác ở đây nghỉ ngơi, cháu đi cứu bố rồi quay lại ngay ạ. Phải rồi, bác trông hộ cháu một bánh mì luôn nha. Cứ yên tâm, ta nằm đây trông chừng giúp cho. Cháu mau đi đi. Vậy là con tức tốc tới đây cứu bố. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Bố không hề bị ngã hay bị thương gì cả. Chắc bác ấy nhầm với ai chăng? Vậy mà con sợ chết khiếp, lo bố bị thương nên tức tốc tới đây. Thật may là bố không sao cả. Thế còn mẫu bánh mì con vẫn để ở đó chứ? Bố yên tâm ạ,
trước khi đi, con đã nhờ bác Kiến Nâu trông giúp rồi. Chúng ta phải quay lại đó ngay bố ạ. À, bác Kiến Nâu cũng đang không được khỏe, nhỏ có chuyện gì không hay xảy ra với bác ấy thì... Vậy mau trèo về thôi con. Bác Kiến Nâu ơi, bác Kiến Nâu, bác ấy đi đâu rồi nhỉ? Mà bố ơi, mẫu bánh mì đâu mất tiêu rồi. Nhưng có thật là con đã nhờ bác Kiến Nâu trông hộ mẫu bánh không? Thật mà bố, bác ấy tình nguyện trông hộ mẫu bánh rồi giục con nhanh đi cứu bố nữa. Không lẽ Kiến Nâu lừa khiến con đi để cướp mẫu bánh hay sao chứ? Kìa bố ơi, bác Kiến Nâu đang chèo thuyền đằng xa kia kìa. Biết ngay mà, hắn ta đã tẩu thoát cùng mẫu bánh, bố phải đuổi theo lấy lại mẫu bánh mì từ tay hắn mới được. Ủa, chẳng nhẽ là bác Kiến Nâu lừa con để lấy bánh ư? Chứ còn sao nữa, hắn ta lừa cho con đi khỏi để cướp mẫu bánh của chúng ta. Con ở đây để bố đi tính sổ với hắn. Kiến Nâu, trả mẫu bánh mì lại cho ta. Thèm mà đâu, miếng bánh mì này là của ta. Ngươi là đồ ăn cướp trắng trợn, đợi ta bắt kịp sẽ xử tội ngươi. Ngươi không đời nào bắt được ta đâu, đừng có tưởng mở. Cái cành cây chết tiệt này là ta chẳng một nhịp mất rồi. Đành đấu tại đôi vậy, mẫu bánh mì nhất định phải thuộc về ta. Kiến Nâu, sao ngươi dám cướp mẫu bánh mà bố con ta mất bao nhiêu công sức mới kiếm được chứ? Mẫu bánh này ta cũng đã bỏ bao công sức mới có được, nó phải là của ta. Ngươi bỏ công sức lừa gạt trẻ con mà cũng dám kể lể hay sao chứ? Nực cười. Có trách thì phải trách đứa con của ngươi thật quá sức ngu ngốc. Trò lừa đơn giản vậy mà nói tin rầm rắp, tình nguyện dâng mẫu bánh mì cho ta. Ngươi còn dám nói láo như vậy ư? Tội nghiệp đứa con bé bỏng của ta bị ngươi lừa gạt mà vẫn hết lòng tin tưởng ngươi, lo lắng cho sức khỏe của ngươi. Thôi, không nói nhiều nữa, ta với ngươi sống mái một trận, ai thắng mẫu bánh sẽ thuộc về người đó thôi. Được, để xem ngươi trụ được bao lâu, ta sẽ không nương tay với ngươi đâu. Mẫu bánh rơi xuống nước mất rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi cầu xin anh đây, tôi biết lỗi của tôi rồi. Lúc nãy anh còn định sống mái với tôi một trận cơ mà, giờ lại quay ra năn nỉ, hối hận. Anh trở mặt cũng nhanh thật đấy. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới phải làm như vậy. Các con tôi ở nhà đói đã mấy ngày nay, tôi đã đi khắp nơi mà không kiếm được gì về cho chúng ăn. Vậy mà anh nỡ lừa đứa con bé bỏng của tôi, còn chê bai nó ngu ngốc. Anh có phải một người cha tốt không đấy? Tôi xin lỗi, tôi thật xấu xa, còn đi lừa cả một đứa bé nữa. Tôi sắp chết rồi, cứu tôi với. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ đi lừa lọc người khác nữa. Bố mẹ nuôi của đàn sóc. Đã từ lâu lắm rồi, ở vùng núi Khang Quân có một đôi vợ chồng già nọ. Họ không có mụn con nào, vì vậy chỉ có hai ông bà sống bên nhau trong căn nhà nhỏ, không người chăm nom săn sóc. Ngày ngày, ông lão đang dép bằng sợi rơm, sợi cói, rồi mang ra chợ bán. Trong khi bà lão làm thuê cho các nhà giàu có trong làng để đổi lấy thức ăn. Con chồng kia, mày cậy lớn bắt nạt bé đây à? Một cô sóc nhỏ xinh đẹp, con bị thương rồi. Để ta mang con về chăm sóc, vài hôm nữa sẽ lành thôi. Bà nhặt con sóc ở đâu về thế? Ở cánh đồng sáng nay đó ông. Con nó bị một con chồn tha đi, thương tích đầy mình rồi nè. Khổ thân con quá, ăn đi cho chóng lành. Sóc được ông bà chăm sóc nên chẳng mấy chốc những vết thương của nó cũng lành hẳn. Sóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà của đôi vợ chồng già. Càng ngày, Sóc càng cảm thấy lưu luyến, không muốn phải rời xa họ. Vì vậy, thỉnh thoảng, Sóc vào rừng chơi, nhưng rồi đến tối lại trở về ngôi nhà nhỏ của ông bà. Ông bà yêu thương Sóc như con vậy. Về rồi hả? Vào ăn cơm con. Con có bạn rồi hả? Cả hai vào đây nào. Ôi trời ơi, Sóc của chúng ta có gia đình nhỏ rồi nè. Cả nhà vào đây ăn cơm cùng chúng ta nào. Hôm nay ta có ít hạt dẻ cho các con đây.
lũ sóc con lớn dần và đến lượt chúng lại sinh ra những đứa con xinh xắn. Đàn sóc càng ngày càng đông và lượng thức ăn dành cho chúng càng ngày càng nhiều. Chỉ trong phút chốc, chúng đã ngốn hết số hạt dẻ trong nhà của ông bà. Từ ngày mai, tôi phải chăm chỉ làm việc hơn mới được. Chúng ta cần phải có tiền để mua thêm hạt dẻ cho gia đình nhà sóc. Ông nói phải á. Mai tôi sẽ dậy sớm ra đồng làm việc. Hy vọng ông chủ sẽ trả thêm chút tiền công để dành tiền mua hạt dẻ cho các con. Chẳng mấy chốc, đàn sóc đã chật kín cả căn nhà của ông bà lão. Chúng chơi đùa và nhảy nhót khắp nơi. Không sao đâu, trẻ con nghịch ngợm chút không có sao, nhưng đừng có làm vỡ bát đũa nha. Từ đó, ngôi nhà nhỏ của ông bà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Ông bà chẳng lấy làm phiền mà còn rất cảm thấy hạnh phúc vì họ không còn cô đơn như trước kia nữa. Thời gian thấm thoát trôi, cặp vợ chồng trở nên già yếu hơn. Những bước chân của họ ngày một nặng nề và dường như đã đến lúc họ không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Tôi đã dặn bà đừng làm việc quá sức rồi mà. Mình già rồi, sức đâu mà bà cố. Thì cũng biết vậy, nhưng tội nghiệp đám sóc hôm nay chưa có gì ăn ông ơi. Sóc yêu quý của cha mẹ không còn sức lực để chăm sóc các con nữa. Có lẽ các con phải quay trở lại khu rừng và tự lo kiếm ăn thôi. Cho dù chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn khi không có các con ở đây. Cặp vợ chồng già cảm thấy như vừa mất đi những đứa con của họ. Cái ông này, ông không nên đuổi chúng đi mới phải. Tôi làm sao quen được với nỗi cô đơn đây? Tôi heo hơn vì phải xa cách chúng mất thôi. Bà thường nhớ chúng thì giữ trong lòng. Ta phải để chúng đi, chúng mới sống được bà nó ạ. Bà lão à, vào nhà đi, trời tối rồi, sương xuống lạnh lắm đấy. Không biết đàn sóc thế nào rồi ông, tôi lo quá, lòng cứ nóng như có lửa đốt vậy. Ông ơi, con nó về kìa. Hả? Ở đâu nào? Bà có nhìn nhầm không đây? Ôi trời ơi, con của chúng ta về thật đây này, ông nó ơi. Con mang về cho cha mẹ đây ư? Bà nó nhìn kìa, chúng nó trở về đây hết rồi. Trong khi ông bà lão còn chưa hết bất ngờ vì sự trở về của đàn sóc, thì một đống lúa vàng ống đã được chất cao ngất trong căn nhà nhỏ. Đống lúa đó đủ ăn cho cả mùa đông lạnh giá. Thì ra các con đã đi nhặt những bông lúa còn sót lại trên đồng ruộng sau vụ mùa mang về cho cha mẹ đấy sao? Đây chẳng phải là loại nhân sâm quý hiếm hay sao? Con thật thông minh đấy. Kể từ hôm đó, đàn sóc ngày ngày mang đến cho ông bà lão rất nhiều thứ để tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc tận tình mà ông bà dành cho chúng trong bao năm qua. Nhân sâm và những loại cây quý khác mà chỉ có đàn sóc thông minh mới biết đến công dụng diệu kỳ của chúng đã mang lại cho ông bà lão sức khỏe và sinh lực. Càng ngày, ông bà càng trẻ và khỏe hơn, đến mức có thể tiếp tục làm công việc đồng áng và không bao giờ còn phải lo lắng vì cuộc sống thiếu thốn nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!